dù che nắng. Đây, cái dù của mình đây mua mấy năm rồi, bây giờ nó bị bể này. À, vì thấy không, nó bị bể rồi. Bể mỗi lần mà khiêng cái dù này đi qua đi về là mấy cái đá cái sàn này nó rớt ra gớm lắm. Rồi là đành đem đi giục rồi, mà giục thì không biết mỗi lần nắng mưa thì không có cái dù để che. Sáng nay ngủ dậy coi trên YouTube thấy người ta làm rồi, giờ bắt chước làm thử có được không, không được thì đem đi giục luôn. Đây là mấy cái đồ mà sáng nay người ta chỉ làm này đó, bịt bịt. Cái này là quan trọng nhất này quý vị, cái kiếng để bảo vệ con mắt này. Này quan trọng nhất, đeo cái này vô mới làm ngay. Bao tay này, bao tay này đó, họ chỉ là dòng cái acetone. Đây là loại này 100% quý vị. Buổi sáng bà xã đi làm rồi mà chôm cái này, bà về bà thấy tôi dùng cái này hết là thôi. Bà lá đây mấy cái sộp này, cái sộp này tôi giữ lâu rồi. Lúc mỗi lần mà mua cái gì đó, mua đồ điện tử đó thì nó có lấy cái này nó bỏ trong cái máy đó, tôi giữ lâu rồi để dùng bây giờ mà phải đem ra xài này đó. Thử coi ha, thử coi có được không, rồi coi thử nó giảm nó có rít không. Ô, cái này cũng không quả, từ cây xong đành đi giục luôn, nhưng để sao cái này nó bể luôn, một lần tưới nó xè không quá, đành đem đi giục này. Thôi bây giờ là nó giảm luôn, giảm luôn coi thử nó có nhìn keo không. Không khỏi phải tốn tiền đi mua cái khác rồi. Đây đó, giờ chuẩn bị làm giảm keo bông gòn. Nhặt qua đây, tôi chưa có mang bao tay cho quý vị vì tôi chưa có dùng cái acetone để làm cho nó khỏe. Và khi tôi dùng cái acetone thì tôi phải mang bao tay vô, còn cái mắc kiếng là quý vị nên đeo quá ha, đeo vô để bảo vệ con mắt. Đây mắt kiếng này quý vị đeo vô. Bao tay đây, đeo vào mang bao tay vô luôn thì chắc chắn nè. Đỏ quá. Cỡ nửa ly ạ. Tăng. Này nó cái sốt này nó không tăng quý vị ơi. Lấy ra dục đi. Sốt này nó cứng quá. Cái này, cái sốt này nè. Cái sốt này mà. Cái sốt này nó được này. Đó. Mấy ngày thì nó tăng này, sộp này quý vị, không biết đủ không nữa. Hy vọng là bao nhiêu đây là nó đủ quý vị. Như vậy nè. Để dạng thử cái này ở trên cái kia có thử nó sáng mai sao. Sao thì chưa xong, chạy xuống này, chạy xuống dạng lên chút xíu này. Đi kiếm thêm chục ít sốt nữa còn làm ở đây chưa đủ này. Chỗ này còn nước này. Máy mà tìm ra được gặp có cái cọc này quý vị. Tìm ra chưa, đây nó chạy xuống quý vị thấy không, nó chạy xuống
đi ra tìm cái sổ đầu bố là cái này nó chạy xuống. Cái này không được, cái này không được. Này thôi. Rồi, ok rồi. Tay mình cầm cái máy quay phim lên cái bao tay này rồi cho quý vị để tối nay tới ngày mai coi nó có chỉnh không á. Rồi để ngày mai quay tiếp các quý vị. Hello, xin chào quý vị. 24 giờ rồi quý vị ơi. Còn mềm này nhưng nó chưa khô này ha. Còn ở bên ngoài này thì nó ngoài này thì nó còn cứng, nó còn khô mà. Thấy cũng ok này. Cái này là cái mặt sau quý vị này, thử cái chỗ này à, quý vị thấy không đó, cái này giống như cái bong bóng vậy đó, giống cái bong bóng vậy, giống cái bong bóng vậy, nó không chưa có khô này. Còn cái chỗ này thì nó khô rồi. Đây là cái đằng sau này, đằng sau của cái đế này đó, đây là cái đằng trước này đó, đằng trước đó quý vị. À, quý vị thấy nguyên là cái à đó. Thì cái này nó chạy xuống, hôm qua là nó chạy xuống, nó chạy xuống tới gần cái thêm luôn đó, đó này lột nó ra này. Đó. Yeah. lột nó ra là nó không, hình như nó không có dính lắm á, nó chỉ dính cái này thôi nè, đó cái chỗ này thôi. Cái này nó vẫn đó, cái này nó vẫn đi ra này. Đó, không biết là nó đi tới cái chỗ này nó có bị bệ không, này nó bị gãy này. Tới đây ha, thử coi tới cái chỗ cống này á, thì nó đứng lại, nó gãy đi. Lấy cái bài này, bài thử coi tới chỗ này. Hình như tới cái chỗ này thì nó khổ. Nhưng mà này á, thì nó vẫn ra đây, lăng nó. Đây. Cái chỗ này nó cũng cứng nha quý vị. Cái này nó cứng ghê lắm. Chỗ này nè, chỗ trong này là có cái bông gòn này. Nên phía trong này là có cái bông gòn. Bên này thì không có, bên này không có bông gòn ở đây. Sau này cái chỗ này mà có cái bông gòn nó cứng lắm. Đây này, chỗ này có bông gỗ, nó cứng ở bên ngoài thôi chứ để đập về là nó cũng vẫn đi sâu không này, à, nó cũng đi sâu không. Bên này chắc chắn là nó đi bể rồi, để mai nên này nó đè là nó bể. Chỗ này thì cũng cứng, thấy nó cũng ok thôi chứ này ra không biết này có ra không. Vì thôi để mai đi, giờ thêm ngày đêm nữa để qua ngày có tưởng sao. Ok, cái này hôm nay là ngày thứ ba rồi quý vị ơi, không biết là nó khô chưa này. Để coi mà hôm nay thì hình như nó cứng hơn hôm qua, mà nó mấy cái chỗ này nó vẫn bệ này đó. Quý vị thấy không á, đây nhưng mà đè mạnh vô là nó đỡ khỏi phải đi mua cái khác, và nó đỡ khỏi phải nó rớt mấy cái cọc sàn cọc đá này này. Đây thì nó cũng cứng này, nó dính vô cái mấy cái cục sàn này này đó. Đó thì nó cũng mắc ở đây. Cái phía sau làm sao á, sau này thì nó cũng cứng này, thấy không nhá. Chỗ này mấy cái chỗ này mà nó không có bị hở, nó không có chóc ra nữa là nó được á. Như vậy là cũng thấy là cũng ok tạm rồi đó. Nếu mà nó không có mấy cái đá này nó không có rớt ra nữa là được, là tốt rồi. Vậy cũng đỡ khỏi phải đi mua thứ khác, vậy là xài cũng được, kéo qua kéo về cũng được. Thì thôi xin chào quý vị ở đây, cảm ơn quý vị đã xem và hẹn quý vị lần sau. Thanks for watching everyone, hope to see you guys next time. Bye bye, xin chào quý vị.